Ý nghĩa của ngọn lửa đối với con người nguyên thủy. Xin chào. Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu về ngọn lửa. Ngọn lửa, biểu tượng của sức mạnh, quyền lực. Người tiền sử biết lửa từ đâu? Họ học cách kiểm soát nó. Lửa mang lại sự ấm áp, chống rét. Ngoài ra, lửa là công cụ chế biến thức ăn, giúp thức ăn dễ tiêu hóa, ngon miệng hơn. Lửa còn chống lại các loài động vật hoang dã, giữ an toàn cho bản làng. Cuối cùng, lửa là nguồn sáng trong đêm tối. Ngọn lửa, biểu tượng của sự sống, sinh tồn của loài người.